24 giờ đi phượt và ăn sập Phan Thiết phần 1. Hôm nay hãy cùng mình làm một chuyến food tour đến Phan Thiết và xem mình đã đi đâu, ăn được gì trong vòng 24 giờ nha. Vì là lên plan khá gấp gáp nên tụi mình đã quyết định đi phượt bằng xe máy. Xuất phát khỏi Hồ Chí Minh là khoảng tầm 6 giờ sáng và khởi hành đến Phan Thiết. Tốc độ trung bình của tụi mình chạy là tầm khoảng 60 km/h. Tới Phan Thiết là tầm 11 giờ và 11 rưỡi là mình chính thức đặt chân tới Mũi Né. Vì lên plan quá gấp cho nên các khách sạn đều hết phòng, mình chuyển sang đặt homestay. Homestay mình đặt có tên là Bình Yên Homestay nha. Đường đi vào thì hai bên có dàn hoa tím vàng cực xinh. Bước vào trong là cả một vườn cây trái nha mọi người. Mà ở đây là đúng kiểu homestay luôn, giống như mình đang về nhà mình vậy. Được biết chủ homestay là hai cô chú đang ngoài 60, cực kỳ đam mê với cây cảnh. Ngoài cây cảnh ra thì trong vườn còn có mấy cây xoài đang ra trái non nhìn mê cực kỳ. Nghe cô kể thì homestay này để cô chú kiếm sống qua ngày và trả tiền nhận về vệ sinh thôi. Mà mình nói ra cái giá thì mọi người đừng có hết hồn nha, chỉ 350 cho phòng hai người nhưng phòng ốc khá là đầy đủ tiện nghi. Có máy lạnh, tủ lạnh, cửa kính view sân vườn mát rượi luôn. Phòng hai giường chỉ 400 cành à. Phòng sạch sẽ, ráp giường trắng tinh không thua gì khách sạn luôn chứ. Điểm đến tiếp theo là mình chạy qua shop boho gần đó. Tiệm này có tên là Bình Yên Boho, là tiệm của con gái cô chủ homestay luôn. Ở đây chuyên cho thuê đồ boho và các dịch vụ như là tour xe jeep, chụp ảnh đồi cát, lạc đà có đủ cả mà chi phí phải chăng. Đồ ở đây thì đa dạng lắm nha, ai muốn concept mông cổ hay bánh bèo gì cũng có. Từ đồ nam nữ đến phụ kiện, mũ nón đi kèm. Ở đây thì chị sẽ tư vấn phối đồ và make up cho phù hợp với concept và nhớ book lịch trước nha. Thử đồ xong thì tầm 2 giờ chiều mình chạy ra Phan Thiết thực hiện food tour. Quán đầu tiên mà tụi mình ghé đó chính là bánh căn Lân Nguyệt. Tới Phan Thiết là phải thử bánh căn nha. Khác với bánh căn ở Đà Lạt thì bánh căn Phan Thiết ăn kèm với cá kho, xíu mại, trứng gà và xoài. Ăn khá là ngon, đặc biệt là cái tô cá nục kho á. Ăn xong lẫn bụng nhưng mà tụi mình vẫn quyết định ghé chợ Phan Thiết làm food tour. Địa điểm đầu tiên là hàng trứng mực nằm bên hông chợ. Ở đây thì có trứng mực, chả trứng mực chiên và hấp, ăn kèm với tương và đồ chua. Nhiêu đây là khoảng tầm 40 cành nha. Order thêm hộp bánh bột lọc của cô kế bên giá là 30 cành. Ăn xong thì tụi mình lượn qua đầu chợ để mà ăn chè. Chỗ chè này khá là đa dạng mà chè nào cũng ngon nha mọi người. Một ly chỉ có 13 cành thôi à. Kế bên còn có quầy bán bánh tiêu, bánh quay vạn nho nhỏ xinh xinh nên cũng mừng một bịch. Ăn xong trong chợ thì tụi mình lượn qua bánh flan mộng cầm. Flan ở đây nổi tiếng thơm béo cơm mà hơi rổ với nhiều ngọt nha. Tối thì mình được chị bên homestay giới thiệu chỗ ăn hải sản ngon nên là cả đám lên đồ phi xe tới liền. Quán này nằm mé bên làng chài qua khúc bờ kè nha. Mọi người thấy đông đông toàn xe du lịch tới là biết chất lượng rồi ha. Ở đây thì chuyên bán hàng tươi mới còn sống và chế biến ngay tại bàn cho nên là yên tâm nha. Không gian quán cũng khá là thoáng nữa. Tụi mình order ghẹ hấp được chị nhân viên đem ghẹ sống ra tới từng bàn kiểm tra từng con. Tụi mình order xương xương 4-5 món, ra tới biển là phải ăn hải sản như này mới đã nha. Hàu sốt phô mai béo ngậy, tôm sốt thái, sò dương cháy tỏi hay là gỏi cá, món nào cũng ngon luôn mà ăn xong còn được tặng thêm bát rau rửa tay tâm lý ghê chưa. Lượn lờ một hồi thì tụi mình ghé vào ăn kem dừa ngắm biển đêm rồi về nè. Đó ngày hai của tụi mình nha.